Chiều nay, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang và thành phố Đà Nẵng do ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến làm trưởng đoàn đã đến viếng dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng. Vòng hoa với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, anh dũng, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Dâng những nén hương thơm bày tỏ sự trân trọng và biết ơn các thế hệ cha anh trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Thế hệ hôm nay nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hậu Giang ngày một giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển và đi lên của quê hương đất nước.